hôm qua, ngày 5 tháng 7, liên doanh Maruti Suzuki đã chính thức tung ra mẫu MPV mới mang tên Invicto ở thị trường Ấn Độ. Đúng như thông tin từ trước đó, Suzuki Invicto là mẫu xe được phát triển dựa trên Toyota Innova, thế hệ mới hay còn gọi là Innova Hi-Cross ở Ấn Độ. Đây là mẫu xe tiếp theo được ra đời dưới sự hợp tác giữa hai hãng xe Nhật Bản, sau Suzuki Baleno, Toyota Lanza và Suzuki Grand Vitara, Toyota Urban Cruiser hi Tại thị trường Ấn Độ, Suzuki Invicto có 3 phiên bản, bao gồm Zeta 7 chỗ, Zeta 8 chỗ và Alpha 7 chỗ. Giá bán của mẫu MPV này dao động từ 711 đến 815 triệu. So với Toyota Innova Hi-Cross có giá từ 532 đến 853 triệu, tân binh nhà Suzuki có giá khởi điểm cao hơn nhưng bản cao nhất lại rẻ hơn. Tương tự Toyota Innova Hi-Cross 2023 Suzuki Invicto cũng được phát triển dựa trên cơ sở gầm bệ TNGA. Xe sở hữu chiều dài 4.755mm, rộng 1.850mm, cao 1.795mm và chiều dài cơ sở 2.850mm, không khác gì anh em song sinh của mình. Trong khi đó, ngoại hình của Suzuki Invicto lại thay đổi ở một số chi tiết so với Innova He Cross 2023, như lưới tản nhiệt, đèn pha, cản trước, vành la răng, đèn hậu và logo. Cụ thể, lưới tản nhiệt của xe có thêm hai nẹp mạ chrome nằm ngang, nối liền với cụm đèn pha LED. Cụm đèn pha này tích hợp giải đèn định vị ban ngày, với ba bóng LED đặc trưng của các mẫu xe Suzuki cao cấp. Bên trong khe gió trung tâm trên cản trước của xe có giải đèn sương mù kiêm báo dễ nằm ngang. Ngoài ra, cản trước còn đi kèm hốc gió trung tâm rộng hơn và nẹp màu bạc bên dưới. Bên sườn được trang bị vành hợp kim 17 in với thiết kế đa chấu và phay sức hai màu. Trong khi đó, Đèn hậu của xe cũng có thiết kế ba bóng LED bên trong. Trái với ngoại thất, thiết kế và trang bị nội thất của Suzuki Invicto lại gần như giữ nguyên so với Innova Hi Cross 2023. Tuy nhiên, nội thất của Suzuki Invicto được bọc da màu đen trơn với những chi tiết ốp trang trí màu vàng xăm bên, khác với cách phối màu đen nâu của mẫu MPV nhà Toyota. Bên trong mẫu xe này có ba hàng ghế với hai cấu hình chỗ ngồi là 7 chỗ và 8 chỗ khoang hành lý của xe có thể tích 239 lít hoặc 690 lít nếu hàng ghế thứ ba gập xuống, đi kèm cửa cốp chỉnh điện. Những trang bị khác như ghế lái chỉnh điện, ghế trước thông hơi, vô lăng 3 chấu tích hợp phím chức năng, bảng đồng hồ với màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 in, hỗ trợ Android Auto Apple CarPlay không dây, cửa sổ trời toàn cảnh panorama, đèn viền LED trên trần xe, điều hòa tự động hai vùng, phanh tay điện tử và tự động giữ phanh tạm thời. Trong khi đó, trang bị an toàn của Suzuki Invicto khá cơ bản, chỉ bao gồm camera 360 độ, 6 túi khí, hệ thống chống bó cứng phanh ABS, cân bằng điện tử và hỗ trợ khởi hành ngang dốc. Như vậy, Suzuki Invicto quả thực đã bị cắt một số trang bị so với Toyota Innova, Hecross 2023, như hệ thống âm thanh JBL cao cấp và gói công nghệ an toàn chủ động ADAS, đúng như tin đồn. Đây cũng là lý do vì sao bản cao cấp của xe lại rẻ hơn Innova E-Cross 2023. Nằm bên dưới nắp capo chỉ có một loại động cơ là hệ chuyển động hybrid, bao gồm máy xăng 4 xi lanh, dung tích 2 lít, tạo ra công suất tối đa 172 mã lực và mô men xoắn cực đại 188 Nm kết hợp với hộp số biến thiên vô cấp ECVT cùng motor điện mạnh 11 mã lực và 206 Nm. Tổng cộng, xe sở hữu công suất 184 mã lực. Lượng xăng tiêu thụ trung bình của xe khoảng 4 lít cho 100 km. Ở thị trường Ấn Độ, Invicto sẽ được định vị cao hơn hai người anh em cùng thương hiệu là Suzuki Ertiga và XL7. Xe sẽ được bán tại các showroom Nexa của liên doanh Maruti Suzuki. Hiện chưa rõ ngoài Ấn Độ, Suzuki Invicto có được bán ở những thị trường khác hay không.